Người anh Phan Thiết. Xin gửi tới các bạn, đây là con chim đa đa trống, rất là thuần, đẹp, đầu không xứt, rất là thuần, đi đâu mình cũng xách theo đi chơi. Bên mình chuyên chim cu gáy và chim đa đa, anh em nào thích giao lưu thì alo. Bên mình thế mạnh có rất nhiều đa đa mái và những cặp mà đa đa sinh sản, đa đa trống thì cũng rất là nhiều nữa. Hiện giờ mình đang nghiên cứu cái chủ đề là thuần hóa và duy trì gen của giống chim này nuôi sinh sản cùng với chim cu gáy. Mình là người thuộc địa phận xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số điện thoại để giao lưu là 01 63 53 05 982. Mình xin nhắc lại một lần nữa là 01 63 53 05 982. Mình có nhu cầu trao đổi với những anh em chơi chim cu gáy và chim đa đa. Đây là cái lồng bằng tre, con đan.
Nếu như mà để chơi thì để thế này. Anh đi uống cà phê. Nếu mà di chuyển thì quay đầu về xuống đó, hết kêu luôn, nhấc lên đi chơi, đi uống cà phê, bắt chiếc anh Hùng xe con chơi. Đẹp chưa? Luôn đẹp, đầu mỏ đấy. Bên mình đang chuẩn bị một ít phát một ít bộ đồ để mình phát triển cái trang trại nuôi đa đa sinh sản. Quý vị các bạn muốn đặt những cái con chim đa đa mái, con chim cha đa trống hoặc là những con chim đa đa non thì công nghệ của mình sẽ là gì, là hoang dã để cho chúng sinh sản ra trứng. Và mình sẽ nuôi bộ con của nó. Thì các bạn yên tâm là những con đa đa lớn lên nó sẽ thả ra và nó sẽ múa cánh. Còn anh em nào ở những cái vùng cao mà đánh nước đa đa mộc bổi những cái giọng thổ hoặc là những con màu đa đa đỏ, đa đa vàng thì các bạn có thể giao lưu với mình. Mình cũng có thể là mua của các bạn để mình phát triển thêm cái trang trại của mình. Đây là một trong những cái chủ đề rất là lớn mà mình ấp ủ. Mình muốn phát triển cái con đa đa này thành một trại nhân giống. Những con chim đa đa này thì ngày trước các cụ truyền đạt lại là nó đẻ trứng ở trong bới, trong cát. Và khi về đến đi kiếm ăn thì chúng thường hạ cánh cách xa 50 mét chỗ tổ của nó là, và chúng nổi dần vào. Người của chúng thì hình bắp chuối và trứng của chúng thì một nứa thì thường khoảng 5 con, 6 con như kiểu gà rừng. Nhưng mà thịt của chúng thì chả
trắng trắng và thơm. Một một con đa đa thường nó khoảng 3 lạng, 4 lạng hoặc là xấp xỉ tầm ý. Đấy thì cũng, hiện giờ tại quê hương mình cũng khá là hiếm. Theo mình được biết thì ở những vùng quê hương khác thì đã không còn nữa, bởi vì những quả đồi cánh rừng đã được đánh bắt và đã khai hoang hết. Hiện giờ một số các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai hoặc là những cái vùng còn nhiều những cái quỹ đất trồng rộng, rừng rộng thì vẫn còn. Chính như vậy mình muốn muốn giao lưu với tất cả các anh em trên mọi miền đất nước để thực hiện cái chủ đề con chim đa đa của mình. Em này khá là đẹp, rất là đẹp đúng không ạ? Sạch đi, sạch đi trôi, sạch đi trôi. Đây là thuần. Cái lồng đa đa dáng gấp như này, con đa đa nó rất thích ở. Và thường các bạn cũng nên đổ cát vào đây như thế này. Thì một vài ngày một tuần thì các bạn nghiêng và đổ cát đi và cho cát mới vào. Đa đa nó sẽ ăn cát thì nó tiêu hóa và tắm cát. Và thiên nhiên nó sống chiếu ở mặt đất, ở những triền đồi. Đi uống cà phê, đi di chuyển thì các bạn cứ xách đi như này thôi. Rất là nhỏ gọn cho vào xe con mà nó cũng không rơi ra ngoài cái bẩn gì cả. Còn đa đa này nó ăn rất là ít. Theo cái quy định của một cái cống này có thể là 3 ngày mới phải đổ lúa vào. Một con đa đa một năm nó ăn từ 6 đến 8 cân thóc trong vòng một năm, 365 ngày. Và cái thức ăn của chúng ở ngoài thiên nhiên thì chủ yếu là châu chấu, mối đất, mối cánh, dế mèn, kiến, những cái con côn trùng sống ở mặt đất hoặc là những con côn trùng. Thì cái thức ăn của chúng là như thế thì là thịt của chúng rất là thơm. Đấy, chúng rất là khô chân gần mặt, người hình bắp chuối và nao rất là nhanh. Đó. Khi thấy người là thường chúng nằm nhập xuống bụi cỏ. Chúng ngụy trang màu lông thành màu đất hoặc màu ở góc đấy để chúng nằm im. Có các bác đi nhìn thấy là các bạn có thể đi từ từ đến mà vồ được luôn. Chúng bay cũng không xa, nhìn chung là loại này
nó gần như kiểu dạng cun cút hoặc cuốc, nhưng mà nó thơm, nó sạch, nó không ăn nhái, không ăn tép thịt, ăn châu chấu, ăn con côn trùng kiến mối rất là thơm. Còn những con mà ăn run ăn nhái là tanh, bìm bịp như cuốc cò là không ổn. Đây là cái đây là cái cắt đi. Ok, một lần nữa anh Thao ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội xin cảm ơn các bạn đã quan tâm cái kênh của mình. Chúc các bạn một ngày làm việc thật vui vẻ. Hôm nay là ngày thứ bảy, thật là rảnh rỗi, mình cũng thực hiện cái video này để chia sẻ với các anh em chơi chim cu gáy và chim đa đam một chút. Số điện thoại của bên mình là 0163530592. Kênh trên YouTube của mình là Chim Cu Gáy Hay, mình tên là Vũ Văn Thao. Hy vọng rằng rất được giao lưu với các bạn trên mọi miền tổ quốc. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và nhớ rằng hãy đăng ký kênh chi của mình để tiếp tục đón nhận những video mới. Ok, chào các bạn.